chó kia, mày định làm gì tao? Lại là mày à? Con chó kia, mày lại định đánh tao tiếp à? Đừng mơ nhá. Đây là một cái hiệu ứng đo mức độ thánh thiện và ác quỷ ở trong tâm hồn bạn. Đó, thấy chưa? Trước mặt mọi người đang là một thiên thần ấy. Cái gì? Kiểm tra lý do độc thân á? Xem nào, ái tình gian nan, tự nhiên thấy nản. Thế này là phúc hay họa nhỉ? Đây là cái trò chơi người ta gọi là trò chơi nuôi mèo nhá. Nhiệm vụ của chúng ta là hứng cái len này, rồi là hộp thức ăn là rơi xuống này. Để xem là... À, sao con mèo lại nhảy đầu mình ngồi nhỉ? Thế là như nào nhỉ? Nghe nói nếu như dùng thử hiệu ứng này, nó sẽ biến bạn từ Chí Phèo trở thành Lee Min Ho. Để xem nhá. Được lò. Ấy xa. Này, không phải nói phép nhá, chứ ở cái đất nước Việt Nam này, tôi thách ai dám động đến một sợi tóc của tôi đấy. Nếu như ai động đến một sợi tóc của tôi được ấy, tôi cho 1 tỷ nhá. Ok nhá. Thử xem khi chụp ảnh thẻ các bạn sẽ trông như thế nào nhá. Nháy mắt nào. Ô, không được à? Ơ, nháy mắt nào. Ah, dude.